Quy xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Lời nói thân thương Quy gửi đến cô chú anh chị và các bạn là một ngày mới thật là nhiều sức khỏe. Và hôm nay Quy đặt một mớ bẫy sóc cả nhà. Thân tiện bây giờ mình đi cuốn. Mình đi cuốn là mong rằng sẽ có dính, có thành quả gửi đến cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Thì hôm nay Quy đặt mười mấy cái này, mình chủ yếu là cuốn bẫy về. Rồi mình bận biểu đi làm cả nhà. Tại vì mình không có thời gian để mình đặt để mình đi thăm. Nên mình bữa nào mình nghỉ thì Quy lo tranh thủ Quy đặt. Rồi có gì Quy đi làm thì Quy cuốn về. Thì giờ Quy cũng tới điểm rồi cả nhà. Đấy. Giờ Quy mở cái nhà vào đây đi cuốn bẫy với Quy nha. Cuốn hôm nay mình coi được dính được bao nhiêu con sóc nha cả nhà. Thì bẫy này là Quy đánh nay cũng 2 ngày rồi. Chủ yếu là kiếm những con sóc rồi. Thường thường mình đánh qua ngày là mình thăm nhưng mà sợ nó không có dính hiệu quả cả nhà. Nên để cho 2 ngày rồi mình thăm. Đấy, nhiều khi nó đi ăn nó đi ngay cái lồng của mình đó. Đây cái đầu tiên mình đặt đây nè. Ồ phải không sập luôn cái nha, nó ăn mất tiêu trái chuối rồi, hay quá cả nhà ơi, nó ăn mất tiêu trái chuối rồi. Giờ Quy cuốn ra luôn, cuốn bẫy ra nha cả nhà, cuốn ra 2 cái rồi à, chưa thành quả. Tiếp tục mình vào cái thứ ba nha. Bữa nào Quy có thời gian nghỉ thì Quy sẽ đặt cho mình thăm. Đi Quy dính cả nhà ơi, sóc 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 từng con cả nhà. Cái thứ ba có dính rồi, sóc đã biết không. Im luôn. Một con như thế này. Rồi để Quy tháo nó xuống một hồi nữa Quy sẽ cho cái này xem thành quả Quy. Bắt đầu thăm những cái tiếp theo này. Đấy, con thứ ba này. Cái thứ ba dính con. Rồi, tập mình vô đây nha. Hai điểm này sốc quá trời luôn nha, bữa Quy thấy nó nhảy quá trời đất luôn. Quy đưa mấy cái lồng sốc qua đây mới đánh. Mình định mới cái này mình mới đánh có mấy ngày đầu á. Đây lại dính nó cũng hiu lắm. Coi dính một con nữa cả nhà. Thấy dính rồi. Thấy từ từ được một con nữa nè. Đấy 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 đấy. Nhà xem nè, đã chưa. Cái từ được một con nữa. Rồi, Quy tháo xuống mình đem ra ngoài nha cả nhà. Rồi, được 2 con cả nhà. Mình máng đây đi. Tiếp tục mình dọn đây. Đây Quy còn đặt 2 cái này nha. Có lính. Có xe có 2 nè. Tầm 7. Này là xe có cái xe con nghĩa quá cả nhà, nghĩa chắc vô đây thăm bảy rồi nè. Thôi thì mình vô đây thăm trước đi. Ây da trời ơi, xe con nghĩa cả nhà, bữa vô đây thấy đúng quá trời luôn. Đây là nó mối cả nhà đó, trong đây nó mối nhiều lắm. Mà Quy nặng vía quá nên Quy thấy nó mới ít lắm cả nhà. Nhẹ vía mình thấy nó nhiều. Rồi bẫy này thì ăn sập chuối rồi. Ăn sập chuối mà không sập. Rồi Quy cuốn ra ngoài nha. Rồi cuốn ra nè. Qua đây một cái nữa cả nhà. Đâu đây, đây. Rồi bẫy này nó ngã sảy rồi. Bẫy này chắc Quy sảy rồi nha. Ôi, sảy rồi. Khủng quá. Để Quy tháo xuống nha. Bẫy nó bị nghiêng nè cả nhà nó. Ôi, có lông sóc không cả nhà ơi. Cho cả nhà coi lông sóc nha. Này là lông con sóc nè cả nhà. Ôi ôi, ổn quá, ổn quá trời. Nè, còn lông con sóc đó cả nhà.
cả nhà thấy không? À, lông của con súp này ổn quá, nghiêng nó sảy tiếc quá. Thôi dính được có hai con cả nhà, tục vào đây luôn. Trời ơi, dính con chuột trên nè cả nhà, dính con chuột trên nè. Tôi lên trèo lên quy quy bắt xuống cả nhà, cả nhà tiếp vào đây luôn con chuột. Đây thì quy đặt ba cái, con nhận ở đây có dính nha. Ê, có dính nữa cả nhà ơi, từng con nữa nè. Chưa đã chưa cả nhà, mình vô trễ hồi nó là nó sảy luôn cả nhà, nghiêng cái lòng hồi tung quá sảy ủ á. Lại đừng con nữa cả nhà. Đấy, rồi để Huy bắt ra cả nha cả nhà. Yên quá, yên quá. Mình vào trong đây cả nhà, ba cái dính được hai cái, một chuột một sóc. Cái quẹt ở trong đây nè. Có dính nè. Chuột cái gì cả nhà. Cái này dính chuột nè. Một con chuột nữa cả nhà. Ba cái là đều dính luôn. Dính hai chú chuột còn sóc. Hoặc thì bắt xuống luôn. Hôm nay thì Huy đặt hai cái trong bờ trưa. Nó giáp với cái đám cây này nè. Bữa Huy thấy sóc nó chạy nhiều lắm. Đây cái này nha. Nó không có qua không? Cái này nó không có quang đi nè. Rồi cái gì mình vào trong mình thăm thêm cái nữa, xem coi có dính không cả nhà. Bỏ đó đi, nắp mua dầu lại. Nhìn cái trước kìa, chờ dính được con chuột cả nha, sắp không dính thì dính chuột đấy, em chuột nữa rồi. Quy bắt lên ngoài luôn. Đây Quy mới cuốn hai cái, sảy một cái nữa cả nhà, lồng dính quá trời đất luôn, cũng hết biết tính giờ sảy thang sóc cũng quá trời cả nhà. Cuốn hai cái, cái này không dính cái sảy. Đây cuốn cái này đi, cái này không sập cả nhà. Chuối còn xinh luôn. Rồi, cuốn ra luôn nha. Thôi cả nhà ơi, nắng quá đuối luôn cả nhà. Giờ điểm cuối này Huy còn đặt có ba cái à. Huy mời cả nhà vào đây cuốn ba cái này luôn nha. Cuốn xong đi Huy sẽ cho cả nhà xem hết thành quả của nó. Ngày mai Huy cuốn 7 nha cả nhà. Đây có phần của chồn nè cả nhà. Huy có đặt hai cái lồng trong đây mà không có dính, chắc Huy cũng cuốn đi chứ để nó dính còn ổn, giờ đỉnh ngon hơn là đặt. Bữa giờ Huy đánh lồng tròn bị mất quá trời luôn, cái anh bẫy tặc này lộng hành quá. Rồi bẫy này còn nguyên cả nhà, chuối còn nguyên luôn. Ây da, ây da, da, da. Trong đây còn hai cái. Ơi cái bẫy gì mà cũng dính giống mối nữa trời. Dính lạ nữa nha. Bẫy cũng dính. Bẫy sóc bẫy chuột mà vô cục dính giống mối. Lạ lẫm ghê. Đâu mà ban lên đây dữ. Chưa đời nói không.
còn cái cuối. Không mà cái cuối mình có dính nè cả nhà. Đi từ xa thấy có dính cả nhà ơi. Rùng cây quá rùng. Ý sóc sóc sóc. Ý trà sóc đẹp dữ ta. Sóc này kêu sóc gì ta? Này là mi sóc đất hay gì không cả nhà? Mình thì cũng không rành dữ lắm. Ấy, cái cú dính được con sóc này nè, ghê luôn cả nhà. Trời đẹp ghê luôn cả nhà. Ba cái. Một cái dính giăng môi. Cái dính sóc. Giăng môi cũng dính. Cuốn ra ngoài luôn. Này sáng tử đi. Vừa đây cũng cuốn cái lồng tròn về luôn cả nhà. Đặt hôm giờ đây thấy không hiệu quả. Mình cũng cuốn được luôn. Nè cái này. Trời ơi. Bảy cũng hốc ngột cái nắp lại rồi đấy gì dính. Thôi tôi cuốn về luôn nha. Để tôi quay ra ngoài quay kết thúc clip cho cả nhà xem cả nhà. Thì đây là thành quả của Huy ngày hôm nay cuốn hết 7 luôn cả nhà. Thì dính cũng khá khá. Nè, Huy tổng sản lượng cho cả nhà xem nha. Không được à. Sóc rồi này kia rồi, chuột rồi. Mấy con chuột này Huy bắt về để dành để Huy đi bẫy trồn cả nhà. Có thì mình bẫy. Đấy, đây là những em sóc cả nhà. Nhà thấy không? Đó. Mai tới nhà được 4 con xảy 2 con uổng ghê luôn cả nhà. Tiếc quá trời luôn. Chuột thì mình được cũng như 3 con. Chuột cũng như được 3 con hết à, chứ còn con nào nữa. Rồi hết rồi cả nhà. Thành quả ngày mai Huy được 4 con sóc. 1 con, 2 con, 3 con. 4 con, có con sóc này là sóc đất này. Đẹp ghê luôn. Với 3 con chuột. Thì hình quả ngày mai Huy cũng bẫy vậy cũng là cũng khá khá cả nhà. Nói chung Huy cũng xảy hết 2-3 cái chứ không là Huy cũng dính nhiều lắm á cả nhà. Thì thành quả ngày mai Huy dính cũng được 4 em sóc và 3 em chuột nha. Tìm con đóng mối. Con đóng mối này mình cũng thả luôn chứ để làm gì cả nhà. Tự nhiên đâu ban vô đây cứ đời nói không. Rồi thì Huy cũng kết thúc clip luôn nha cả nhà. Nếu cả nhà xem thấy hay ủng hộ cho Huy 1 like 1 share, đừng quên đăng ký kênh của Huy nha. Xin chào, hẹn cả nhà tập tiếp theo của kênh Huy Nghệ TV nha cả nhà. Xin chào, hẹn cả nhà tập tiếp theo nha.